Chào cả nhà nhé. Sáng chia sẻ các bạn cây ổi mới phôi ổi mới lấy về cửa hàng. Đây là cửa hàng nhà mình nhé. Trong một bản tóm tắt hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tư số 04/2021 của Thanh tra Chính phủ. Ngày 1/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành thông tư. Rồi mình giao lưu được một số cây về tới Hà Nội và Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật. Chủ yếu là những cây to nhé các bạn nhé. Đấy, cây tường vi trước mặt, hai cây tường vi giao lưu Hà Nội cả. Trước này các bạn một cây ổi nhé, đây cây ổi ta nhé. Thôi rồi, mình đánh từ 1 năm nay rồi, ổi rồi mới mang về. Và nòng đào nhé, cây ổi khá già. Này mới dâm ủ 1 năm nay về đây. Trước là chết mất 3 cây rồi các bạn. Ôi, anh chủ quan này. Bây giờ phải ra mổ kỹ. Cao khoảng gần 3 mét. Vành gần 100, thành 100. Vô cục rồi. Nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị họ ký tên hoặc địa chỉ xác nhận vào văn bản. Già rất đẹp mà. Đến trình bày và có tên với địa phương cụ thể. Vành này trăm rồi. Và cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhiều người được khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tổng công ty thì người tiếp công dân thường sẽ họ gửi người đại diện được trình bày ghi lại nội dung trình bày và đề nghị người đại diện ký tên hoặc địa chỉ xác nhận vào văn bản. Trường hợp công dân trình bày tay tử đó đây vừa có nội dung khiếu nại vừa có nội dung tố cáo kiến nghị phản ánh các bạn này, trường hợp công dân thực hiện việc khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh thích lắm, ghi chép nội dung khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh và hướng dẫn công dân viết đơn phải được ghi vào sổ tiếp công dân này, chăm sóc chế độ đặc biệt, cơ sở tín hiệu về tiếp công dân, tâm đánh 1 năm rồi các bạn nhé. Ngoài ra thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để nắm thông tin, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan. Đấy, nguyên bản còn nguyên phôi đây, sao phải đục cái chỗ? Gửi đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. Người đứng đầu cơ quan đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của luật tiếp công dân và kiểm tra công tác việc xử lý trong tiếp công dân của các cơ quan đơn vị. Rất to rồi, vất vả các bạn. Mua thì cây chuyển được về đến nhà không cẩu vào được, quá trình thì rất là vất vả. Khi thích đây thì mình cho đang cho cái chậu mét 2 ấy. Đánh bầu rất là to, bầu cực chậu luôn đấy. Các bạn nghe điểm tin an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tuần. Cho nấp hết đất ở đây sâu, vừa đánh hôm qua này, vẻ dễ đây. Nhìn vẻ dễ. Cây tử nó đây. Cái này theo thủy tích chế tác thì mình cắt này để tạo phôi đã. Và cho cây nó khỏe đấy. Là cuối năm Tết nó bật khỏe trồi ra nữa rồi tiến hành đục đẽo gọi là những cái chỗ cây ổi rất là giá trị, ổi rất nhiều nhưng kiếm được cây ưng ý là cũng rất là khó. Đây là cây dáng trực thôi nhưng mà sau này làm tay tán cây ổi ra chết quê. Vành của nó gần 100 nữa, vành cỡ 100, vành 100. Cái mặt chậu lên khoảng 2 mét rưỡi thôi. 1, 2, 3, 5, 2 mét rưỡi thôi. Cao khoảng 2 mét rưỡi.
bắt một vụ trong đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. Đã kiểm tra một xe ô tô vận chuyển của công ty giao hàng Phước Kiệm, phát hiện trên xe vận chuyển một số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giá khoảng 20 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chờ lại đảm bảo pháp luật. Phát hiện bắt bàn giao 3 vụ chủ quả đất. Thì đánh mà ủ đúng 1 năm đấy bạn nhé, không chuyển được là mà đã gặt lúa mới chuyển mà chậu đấy. Đã tiếp nhận hoàn thiện 520 hồ sơ cấp căn cước công dân, sắp xếp tài liệu cái này để nuôi khỏe nó mới đục đẽo lại mới đẹp được. Ê, cái tường vi này về Hà Nội nhé, tường vi phủng vành 50 các bạn, phát 80, 85 đây để chìm. Trà xanh không độ, trà xanh vẫn sai này, chưa có chậu và chậu là cái chậu to này, chậu bé quá, chậu 1 mét vẫn bé. Tuần vừa rồi bán là khá nhiều cây. Đấy, là chủ yếu mình làm cái công trình các bạn. Cây hoa. Thông báo tìm chủ sở hữu. Ngày 17 tháng 10 năm 2021, sáng thì chia sẻ tí để đi giao lưu đây. Công an huyện Lục phối hợp với kiểm tra xe ô tô để đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình luôn chia sẻ những cây đẹp các bạn nhé. Công ty cổ phần Tam Hoàng Phước Kiệm.